So kè gu thời trang và trình khoe dáng của bộ đôi bạn thân Ngọc Trinh, Quỳnh Thư không hề thua chị kém em. Vốn được biết đến là bộ đôi bạn thân hot hit nhất nhì trong Vbiz, Ngọc Trinh và Quỳnh Thư không chỉ sở hữu khối tài sản kết xù, bộ đôi này còn là những tín đồ thời trang đích thực. Chỉ cần nhìn qua kho đồ hiệu và tần suất mua sắm của họ cũng đủ hiểu. Chính vì vậy mà cả hai thường được đưa lên bàn cân để so sánh về gu thời trang và trình khoe dáng. Quỳnh Thư: em tên gì đây không phải thân đâu, có bạn trai chưa để đã tính sao, sao lại bắn vào tim anh, đâu phải lớn đâu. Thời gian gần đây, cái tên Quỳnh Thư được nhiều người nhắc đến khi cho rằng cô là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức. Thực hư câu chuyện thế nào chưa ai biết rõ ngoại trừ người trong cuộc. Thế nhưng độ hot của Quỳnh Thư tăng lên thấy rõ, những hình ảnh đời thường của cô nàng cũng được dân mạng tích cực săm soi. Quỳnh Thư hoạt động trong làng giải trí với vai trò là người mẫu diễn viên, tuy không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng bù lại cô nàng ghi điểm bởi vẻ đẹp cá tính và thân hình tròn đầy gợi cảm. Chân dài sinh năm 1989, theo đuổi phong cách ăn mặc gợi cảm, thường xuyên trưng diện những bộ cánh tôn dáng ôm cắt xẻ hiểm hóc, khoe khéo được đường cong. Bên cạnh đó, Quỳnh Thư cũng không ít lần đốt mắt dân tình bằng những bộ ảnh kiệm vải. Từng có thời gian, cô nàng rơi vào trạng thái mất kiểm soát cân nặng, song chân dài đã nỗ lực tập luyện và giảm cân để có được số đo 3 vòng đáng mơ ước như hiện tại. Nhiều năm qua, Quỳnh Thư có phần khá trầm lắng trong các hoạt động nghệ thuật, thay vào đó cô dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh. Về đời tư, trước thiếu gia Nghiêm Đức, Quỳnh Thư từng vướng tin đồn tình cảm với nhiều người. Khi nói về việc phụ nữ xinh đẹp thành công sẽ là rào cản trong tình yêu, Quỳnh Thư bày tỏ quan điểm: tôi không phải là phụ nữ giàu, nhưng tôi thấy phụ nữ càng xinh đẹp và giàu có càng cô đơn trong tình cảm. Phụ nữ nói chung đều cần lắm một bờ vai người đàn ông chững chạc và trưởng thành. Ngọc Trinh: ta đã thân dài sinh năm, tay đã sư hai phiêu đăng, chỉ sang hoàng đời nguyên phong. Hoạt động sôi nổi trong làng giải trí với danh xưng là nữ hoàng nội y, đến thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh trở thành cái tên có tầm ảnh hưởng trong showbiz Việt. Sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng là những mỹ từ mà người đẹp Trà Vinh thường xuyên nhận được. Khác với nhiều mỹ nhân Vbiz luôn lựa chọn phong cách thời trang an toàn, Ngọc Trinh ngay từ khi gia nhập làng giải trí đã theo đuổi phong cách sexy, táo bạo. Tính tới thời điểm hiện tại, kho tàng những xuất hình táo bạo của cô nàng đã nhiều không đếm xuể. Ngoại hình hút mắt, làn da trắng cùng với đôi chân bạc tỷ, mỗi lần xuất hiện, Ngọc Trinh đều gây được sự chú ý từ cánh báo giới và những người xung quanh. Không khó để bắt gặp Ngọc Trinh trong bộ bikini nóng bỏng, những bộ dạ hội xuyên thấu hay những chiếc đầm hở bạo phô diễn trọn đường cong cơ thể. Tuy nhiên, những lần ăn mặc kiệm vải của cô nàng cũng nhiều lần vướng phải làn sóng tranh luận. Bỏ ngoài tai những thị phi, cái tên Ngọc Trinh vẫn chưa bao giờ hết hot trong cộng đồng nhan sắc Việt. Có thể nói, người đẹp luôn biết cách để làm nóng tên tuổi của mình những lúc cần thiết. Nói về trình khoe dáng và gu thời trang thì mấy ai bì được lại người đẹp Trà Vinh. Cô nàng không ngại chi tiền khủng để đầu tư ekip xịn sò cho những bộ ảnh. Chính vì vậy mà những hình ảnh do cô nàng đăng tải luôn khiến dân mạng phải trầm trồ thán phục trước độ chỉnh chu và đẹp mắt. Xinh đẹp quyến rũ là thế, nhưng đến hiện tại Ngọc Trinh vẫn là một bóng hồng độc thân của Vbiz. Quỳnh Thư từng là một trong số những gà cưng của ông bầu Vũ Khắc Tiệp, giống như Ngọc Trinh. Chính vì vậy mà hai cô nàng dễ dàng trở nên thân thiết. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã có đến 15 năm gắn bó và xem nhau như tri kỷ, luôn xuất hiện và giúp đỡ nhau mỗi khi đối phương cần. Ngọc Trinh, Quỳnh Thư quả là cặp bạn thân hiếm có khó tìm trong giới showbiz. Không chỉ có được tình bạn bền chặt, cả hai còn là những người phụ nữ có tiền có quyền trong xã hội. Bên cạnh đó, cả gu thời trang và trình khoe dáng của bộ đôi này cũng không hề kém cạnh nhau, người chín người mười, khó phân thắng bại. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.